Naples Lily Hotel, trải nghiệm nơi ở sang chảnh, đẳng cấp ngay tại thành phố Đà Lạt. Ngay tại trung tâm thành phố Đà Lạt, Sandals Lily Hotel là một trong những khu nghỉ dưỡng top đầu có cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại và chất lượng dịch vụ tốt nhất tại xứ sở sương mù. Sandals Lily Hotel như bông hoa lily trắng muốt nổi bật giữa thành phố ngàn hoa rực rỡ sắc màu. Từ bên ngoài, bạn sẽ thấy khách sạn nguy nga như một tòa lâu đài, sừng sững cả một vùng trời. Khách sạn sở hữu hệ thống 80 phòng nghỉ sang trọng tiện nghi, mang lại cho du khách một cảm giác vừa ấm cúng, vừa gần gũi. Tất cả các phòng đều có view nhìn ra thành phố Đà Lạt xinh đẹp, có phòng tắm riêng và tiện nghi được cung cấp đầy đủ, giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ một cách thoải mái nhất. Đầu tiên, hãy đến với hạng phòng Deluxe Double. Du khách sẽ được thức dậy trên chiếc giường king size êm ái trong căn phòng 24-26m2 của Lily Sandals. Phòng có thiết kế tiện nghi, sang trong từng căn phòng, đem lại cảm giác thư giãn, thoải mái trong mỗi chuyến đi. Phòng Suite sở hữu diện tích khiêm tốn nhưng phòng vẫn vô cùng thoáng mát với ban công có view hướng thành phố sôi động. Căn phòng được bố trí một giường đôi hoặc hai giường đơn êm ái cùng một ghế sofa nhỏ phù hợp cho hai khách nghỉ ngơi tại đây. Dành cho những gia đình nhỏ hoặc các nhóm bạn thân đi du lịch, phòng Family Suite được bố trí hai giường đơn với không gian thoáng mát đủ để bạn tận hưởng và nghỉ dưỡng tại đây, phù hợp với tối đa 4 khách lưu trú. Tiếp đến là phòng Queen với không gian rộng 30m2, bao gồm một giường đôi lớn, một ghế sofa, tạo sự ấm cúng thoải mái cho du khách. Căn phòng được thiết kế tông chủ đạo là trắng và nâu của gỗ, mang đến sự sang trọng, đẳng cấp hơn trong mắt du khách. Cuối cùng, hạng President với thiết kế một phòng khách, 3 phòng ngủ master kết hợp với tiện nghi đẳng cấp. Từng căn phòng mang lại cảm giác thư thái, thoải mái cho người ở tại đây. Tại Sandals Lily Hotel, chỉ có duy nhất một căn thuộc hạng phòng này, phù hợp cho tối đa 6 người lưu trú. Sandals Lily Hotel, bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng, nơi đây luôn mong muốn mang tới những dịch vụ đẳng cấp 4 sao vô cùng chu đáo và tinh tế khác, nhằm góp phần tạo nên những kỳ nghỉ đáng nhớ cho quý khách. Đầu tiên, nằm tại tầng 1, nhà hàng Sandals Lily Hotel luôn mở cửa sẵn sàng phục vụ thực khách xuyên suốt 24 giờ. Quý khách còn được thưởng thức những bữa ăn sáng thịnh soạn, các món à la carte được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon với sức chứa 150 chỗ ngồi. Bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn khó quên bên những người thân yêu tại nhà hàng. Ngay tại khu vực nhà hàng là quầy bar, nơi bạn có thể vừa nhâm nhi những ly cocktail sau bữa ăn, vừa ngắm cảnh thành phố Đà Lạt về đêm tuyệt đẹp. Với sự đầu tư chăm chút cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần của Sandals Lily Hotel, thì đây chính là nơi lý tưởng để bạn có một kỳ nghỉ thật tuyệt đó. Đừng quên ấn like và subscribe để xem thêm những video thú vị về trải nghiệm du lịch của Tico Travel nhé!